quý vị đại biểu, người hâm mộ. Xin chúc mừng sinh nhật huấn luyện viên Park Hang-seo. Hôm nay ngày 1 tháng 10 là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 61 của huấn luyện viên Park Hang-seo. Do những ràng buộc về hợp đồng giữa Hoàng Anh Gia Lai và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mà Công Phượng cũng sẽ không có tên trong danh sách thi đấu ở trận này và anh cũng không lên Pleiku cùng các đồng đội. Hiệp 1 của cuộc so tài giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Thành phố Hồ Chí Minh đã được bắt đầu. Huấn luyện viên Park Hang-seo theo dõi rất chăm chú những diễn biến trận đấu. Tiếp tục là pha tranh chấp giữa Damian Memovic cùng với Jose Ortiz. Shevon Walsh. Cả ngang. Nguy hiểm. Không có bàn thắng mở tỷ số dành cho Hoàng Gia Lai trong một tình huống đá về khung thành của một cầu thủ bên phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phải chăng đó là Hoàng Thịnh? Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Cú căng ngang là của Shevon Walsh. Và suýt nữa đã có một tình huống đá vào lưới nhà. Hoàng Thịnh là người đã phòng biết được bình ngang. Trong tình huống mà Ngô Viết Phú đã suýt chút nữa ghi bàn thắng vào lưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Văn Toàn. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Nhưng chúng ta cùng chờ đợi quyết định của trọng tài. Đã không có lỗi viên vị đối với cầu thủ của đội chủ nhà và bàn thắng đã được công nhận. Một diễn biến bất ngờ diễn ra tại sân Pleiku. Và Kay là người đã ghi bàn. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là không hề có lỗi viên vị. Không hề có lỗi biệt vị đối với Kelly. Chúng ta cùng xem lại đường chuyền này của Văn Toàn. Kelly là cầu thủ đã ghi bàn. Pha lập công của cầu thủ mang áo số 12 này mở ra một thế trận rất thuận lợi dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Toàn! Đều có những dấu ấn rất lớn của Văn Toàn. Đây thực sự là những phút giây hạnh phúc đối với các cổ động viên của Hoàng Gia Lai đang theo dõi trận đấu này. Những người hiểu nhau quá rõ về những bước chạy của nhau đã phối hợp thành công. Phi Sơn! Tiếp tục là một đường bóng bổng mà Damian Memovic làm chủ hoàn toàn, một cách hiệu quả hơn dành cho Hoàng Gia Lai. Bảo Toàn là cầu thủ ở chung phòng với anh Đức khi Hoàng Gia Lai tập huấn. Hoan hô biển âm. Và đó cũng là một tình huống phối hợp ấn tượng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với cú đánh đầu đẹp mắt của Jose Ortiz. Pha phối hợp tuyệt vời của đội khách. Số 4 bên phía ngoài Gia Lai, Jose Ortiz dứt điểm. Một cú đá ở góc gần. Đây là Kelly. Kelly! Kelly! Chậm quá. Nhưng đã có bàn thắng không được. Tưởng như Văn Toàn mang vào đã có thể có một cú đúp cho mình trong trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta xem lại pha bóng mà Kelly đã một mình dẫn bóng và thực hiện một cú đá táo bạo. Sau đó là Văn Toàn như thường lệ đã băng vào rất nhanh. Vẫn là một tình huống mà Damian Memovic xứng đáng là hòn đá tảng nơi hàng phòng ngự của các cầu thủ. Shevon Walsh, Shevon Walsh. Sút bóng. 3-0 dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Hiệp 1 tuyệt vời và đầy ắp những kỷ niệm đối với cổ động viên của Hoàng Gia Lai. Văn Toàn ghi bàn và bây giờ đến lượt Shevon Walsh lập công trong một bữa tiệc bàn thắng tương bừng.
Một cơn mưa bàn thắng tưng bừng của Hoàng Gia Lai. Một tình huống phản công mà Hoàng Gia Lai đã mang tới những điều kiện thuận lợi nhất dành cho Serbia Watch. Tưởng như Diakite đã có thể bắt kịp, nhưng anh không đủ để tạo ra một tác động nào đó đối với Serbia Watch. Seo Yung Duk không phải là một cầu thủ có thể hình to cao giống như những người Hàn Quốc khác, nhưng anh thi đấu rất năng nổ. Penalty dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài vừa chỉ tay vào chấm phát đền. Và một thẻ vàng cũng vừa được ông Vũ Nguyên Vũ rút ra. Trong những phút cuối của hiệp 1 này, nếu như câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có bàn thắng thì đó cũng sẽ là một điều mở ra hy vọng dành cho đội khách trong một trận đấu đang có những diễn biến khó lường. Tưởng như đó là tình huống mà nguy hiểm đã trôi qua đối với khung thành của Bửu Ngọc. Chơi chắc chắn từ đầu trận đến giờ. Cú đá của Phi San vào. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bửu Ngọc có lý do để nuối tiếc. Anh đã đoán được ý đồ sút penalty của Phi San, nhưng cú đổ người của Bỉu Ngọc là không đủ để có thể ngăn chặn bàn thua. Cú đá đưa bóng đi rất hiểm của Phi Sơn. Đúng là Bỉu Ngọc có quyền nuối tiếc với tình huống bắt penalty này. Hồng Duy bảo toàn. Trời hết mưa mà sân khô ráo hơn, và đây là điều kiện để cho Hoàng Gia Lai thể hiện những pha phối hợp ở đoạn ngắn rất quen thuộc của mình. Một phong độ rất cao với những cú đá phạt sở trường. Trong khi đó thì các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh lại lúng túng ở trong những tình huống ngăn chặn những pha đá phạt như vậy của Lương Xuân Trường. Một trận đấu hay của Damir Memovic. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Băng từ phía dưới lên, và Damir Memovic đã có cho mình một bàn thắng để đánh dấu một ngày đang diễn ra rất thành công đối với anh. Tuấn Anh, Xuân Trường. Quá hay! Sebawas! Chúng ta cùng xem lại đường truyền rất nét của Lương Xuân Trường. Tuấn Anh, Hồng Duy, Văn Toa. Thêm một bàn thắng tuyệt vời nữa, và Văn Thanh là người đã lập công dành cho Hoàng Gia Lai. Tỷ số là 5-1, cực kỳ tưng bừng dành cho đội chủ nhà Hoàng Gia Lai. Xuân Trường chơi tốt, Damir Memovic chơi tốt, Văn Toàn, Văn Thanh, Kelly chơi tốt ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cơn mưa của tự nhiên và cơn mưa bàn thắng mà Hoàng Gia Lai tạo ra trên sân Pleiku.
Đó là một đường chuyền thuận lợi của Nguyễn Phong Hồng Duy. Và tình huống xử lý của Văn Thanh này cũng là rất ấn tượng. Đỡ bóng bằng chân phải và dứt điểm bằng chân trái. Dứt điểm! Không vào! Cú đá đẹp mắt của Trần Thanh Bình, nhưng một lần nữa thì Bửu Ngọc lại đổ người ngoan mục để phá bóng. Ở một vị trí cách không quá xa so với khung thành của Hoàng Gia Lai, và không bị ai kèm cả thì Ngô Tùng Quốc đã đưa ra một cú sút rất căng. Tiếp tục là một cú đá nữa nhưng vẫn chưa có thêm bàn thắng thứ hai dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Còn đây là tình huống vừa mới diễn ra với cú đá của Quang Nam. Cú sút có lẽ là của Văn Thuận. Thêm một cú đá nữa. Tỷ số đã dừng hẳn xuống còn 2-5 dành cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Pha lập công là của Văn Thuận. Những cú đá